Thật dễ thương quá. Lùi một bước. Bước. Xem anh Vũ là buồn cười thế này. Vũ xin lỗi. Đấy. Đứng sát súng ở bên trái. Lấy súng. Đồng chí đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng ạ. Chuẩn bị đâm lệ. Kiểm tra lại tư thế. Kiểm tra lại khoảng cách giữa bản thân mình và mục tiêu. Chuẩn bị đâm lệ. Mắt quan sát thẳng hướng mục tiêu. Đâm. Vừa rồi là đồng chí Hiếu đang đâm cái gì đấy? Đang đâm cái chính giữa nhưng mà lỡ mạnh tay quá mình bay theo cái súng luôn. Đâm. Làm lại. Đang ở tư thế chuẩn bị đâm lê. Quá trình hai tay đâm lê về trước kết hợp đồng thời chân trái bước về trước một bước. Đâm. Chân trái là chân nào? Đó, chân trái là chân nào? Đây, đây, đây. Dễ thương. Đâm. Thực hiện toàn bộ động tác theo khẩu lệnh. Theo khẩu lệnh. Đâm. Thu thập. Đặt súng. Về vị trí. Rõ. Thật dễ thương quá. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.